Rồi con xin chào các bác đi xe đạp trên toàn quốc luôn. Hôm nay còn còn có con mớ đồ luôn nha các bác. Là hết luôn thanh lý luôn, coi bác luôn, mấy bác gì chơi. Nói chung là hôm nay thanh lý, bữa nay nữa là nghỉ hết đồ thanh lý nha các bác. Là ngày mai ngày mốt đồ xe mới về. Đó, nên hôm nay bác nào mua được cái nào thì mua ha. Còn nếu mà cái nào mà hôm nay nó còn bán không được nữa thì con sẽ ném kho luôn. Rồi, bác nào thấy ưng alo con cái nào thì alo đó ha. Rồi đầu vô giới thiệu cho các cặp bánh nè. Cặp bánh 68 nha các bạn. Cặp bánh này đùm là đùm đùm sắt nha. Đùm sắt, căm sắt, niền nhôm. Đây là đồ Đài Loan với Trung Quốc hết nha các bạn. Không phải đồ Nhật nha. Đồ này là đồ Trung Quốc với Đài Loan theo xe hết nha. Cặp bánh này cặp bánh 68 nha. Được cái niền nhôm thôi. Niền nhôm thì nhìn nó sạch sẽ này. Đùm thì nó cũng có bỏ ngoài mưa không gài, nó có vàng vàng rồi nè. Về mình chịu khó mình vệ sinh lại là dầu mỡ rồi lại là ngon lành ha. Rồi cặp bánh xào luôn nha. Rồi trên này nó có đặc trưng là có clip Trung Quốc luôn nha các bác. Đó, clip Trung Quốc này là con bao xài nha, ngon lành găng dày luôn nha. Lại nó vàng vàng mà do nước mưa thôi. Đợt này con cho người ta sửa cái chỗ để xe còn lại, nó không gầy mùa vô mùa mưa nó tạt mưa vô nó vàng hết rồi. Rồi cái này cái đùm sau là cái đùm cũng đùm sắt luôn nha, hạt đậu Trung Quốc luôn nha, đùm Trung Quốc nha. Nói chung là cặp bánh này chỉ có cái đùm sau Trung Quốc, còn đùm trước đùm Đài Loan nha, niền Đài Loan, căm sắt còn đẹp luôn á, không phải căm sắt xấu đâu. Và cặp bánh này hôm nay còn có thanh lý nha, là 550 gram ship cho cặp bánh này nè. Đó, bác nào thấy ưng được alo con nha. 680 nha các bác. Cũng dễ chơi nha, bánh này rất là đẹp nha. Thấy đồ Trung Quốc nhưng mà con gái là vẫn đẹp chứ không phải xấu đâu. Rồi cái clip Trung Quốc nha các bác. Cái clip Trung Quốc. Đó, cái clip này cái clip 2, 4, 6, 7 clip dặn nha. Đó, clip dặn. Dặn cỏ đồ rất là dày nha. Cả cái clip này là 130 bao ship luôn nha. 130 bao ship cho cái clip này luôn. China bác nào nghe lô con. Rồi cái D7 Indonesia này nghe các bác. Hàng này hàng Carib nha. Bị xịt sơn đen lên, đen lì luôn. Rồi cái bộ này là bị xịt đen nha. Rồi bộ này con bao xài cho các bác xài nha. Bánh xe đều ghim hết nha. D7. Rồi một bộ vậy là 250 bao ship nha. Đó. 250 bao ship cho cái đề với cái gạt dĩa nha các bác. Rồi cái bông tăng nè. Bông tăng này là bông tăng Panasonic dài cực dài luôn nha các bác. Hàng này là đẹp luôn nha. Chưa vệ sinh chưa gì hết. Có cái chuông luôn nha. Rồi cái này là kim đi giá băng nha. Đó. Panasonic, chữ Panasonic còn sáng đẹp luôn. Rồi cái bông tăng này con giao lưu là với giá là 450 gram ship nha. 450 gram ship cho cái bông tăng. Cái Panasonic dài cực dài dù có chuông luôn. Rồi cái ghi đông Đài Loan nha các bác. Sáng đẹp nha. Ở này gạt co ép nè. Cái này thì sáng đẹp quá đẹp luôn. Vệ sinh cái nữa là cực kỳ luôn nha. Mấy cái lằn lằn này là keo á. Rồi cái này con giao lưu là 400k bao ship cho cái này nha. Bộ này. Rồi 400k bao ship nha. Đó. Bắt đầu thấy lộ con. Còn có bộ tay thắng Diacom nè. Cái bộ tay này da bò là còn đẹp, cái da bao cao su là còn đẹp nha. Đó, không dính. Nhưng con cái này nó hơi ấy nè. Nó hơi ấy tí xíu ha. Đó, da này còn khá đẹp, tay thắng cũng cực kỳ đẹp luôn. Nút niết đều ghiền hết nha các bác. Rồi, bộ này con giao lưu là 400k bao ship nha. 400k bao ship cho cái bộ tay thắng này nè. Đó, sáng đẹp bác nào người lâu con. Có hai bộ tay lắc nha. Bộ này là bộ Carib nha các bác, hàng Indonesia nha, tay lắc 82 nha. Hàng Indonesia có bao da này thì bị cắt nè.
Đó, bị cắt cái dưới nè. Ở trên thì ngon lành, không có dính, nhưng con cá dưới bị cắt nè. Đó. Thì mình về mình mai rồi lại, hoặc là có cách nào dán cũng được, hay là thay bào khác nha. Này tay là muỗng này nha các bác. Đó. Cực kỳ luôn nha. 82 xài ngon lành. Này thì mắc cái miếng nắp đậy nha các bác, này nó cái nắp đậy nè. Cái này cũng bị cắt luôn nha. Rồi con thanh lý luôn nha. Cái này 82. 700k bao ship nha. Đó, 700k bao ship. Con này bộ tay lắc gửi với 100 nè. Này bao da này cũng là 72 nha. 72 nha các bác. Cái này bao da dính nha, hư nè, bao da hư dính nè. Về mình thay da hoặc là mình mai da lại khác, mình mai lại cho nó đẹp. 72 xài ngon lành. Này thanh lý luôn nha các bác, mấy bác chị dựng xe chơi nha. Bộ này thường ngày bán 1.500.000 luôn á, hôm nay còn thanh lý luôn cho mấy bác chị chơi thôi. Nó xấu. Ngày bộ thanh lý luôn. 950k bao ship nha. Đó. Bộ này hôm nay nữa bán không thanh lý không được nữa là con bỏ luôn, dục bao da bỏ rồi chất cắt luôn. Nào con bán 2-3 lần mà không ai mua là con cắt bỏ luôn. Đây nào mà có người cần thì mình bán tiếp. Rồi. Mình bán cái khác, gọi cái bộ cái này là cây sườn luôn nha các bác. Cây sườn này cây sườn 66 nha, dây sệ, kiếm dây sệ khá là đẹp nè. Cây sườn này cây sườn thắng gút nè. Thắng gút nha, mà ngàm thắng không có nha. Đó, nè, có lỗ bắt thắng mới này mình xả xuống nha, mình xả bỏ luôn, bắt lên 7mc luôn cũng được nha các bác. Đó, con này cao 50cm, 50 nha. Cao 50, cái ngang 52 đó, con này khá là đẹp, 66. Nó kiếm nè, kiếm trái tim nè. Rồi cái nè, cho giữa này, mặt đạn luôn nè. Nước sơn thì màu đen nè, cũng khá được nha các bác. Con này màu sơn còn được, không cần phải sơn lại đâu. Đó. Cái này có lỗ bắt thắng luôn nha các bác, mình về mình xả luôn các bác, hai cái nút này đi mình xài thắng giật luôn cho nó dễ. Bát rồi đẹp cực kỳ luôn ha. Nước sơn màu đen còn khá đẹp. Con thích màu đen, với con này mà nó màu khác là con để lại con chơi vậy. Nó lùng mà nó đẹp nữa. Con thích ghét màu đen đó. Không thích. Ngàn chữ nghĩa ha, ghi tem nè, sơn như sườn ghi ha, đẹp ha. Đây cũng vậy luôn nha. Rồi cái này con thanh lý, mấy bác gì chơi nha. Đó, cốc yên nè. Đẹp luôn. 1.1 triệu bao ship nha, không có ngàm thắng nha. 1.1 triệu bao ship. Ừ. Rồi cây này, cây 66 ngày hôm qua còn lại đúng duy nhất cây này nha các bác, Miyata nè. Đó. Cây này hôm có con chú ở ngoài Đà Hải Phòng, ông trả giá 1 triệu bạc không bán. Tại lúc đó con đang bực bội nên con không bán, chứ nó thường ngày con bán. Là bữa đó con không được vui nên con không bán, nói chung là gì đó. Ngày nào con không vui là ai mua gì cũng không bán. Đó. Chứ ông thường ngày mà ông trả con ngay lúc bình thường là 1 triệu luôn bán rồi, ông tiêu rồi. Nhưng cái hôm nay là ông đó ông điện con nghe con lúc bực bội nên con không bán. Con đòi 1.50 triệu mới bán, có 50.000 thôi mà con không bán. Rồi. Cây này nước sơn xấu nha, cây này cây Miyata nha các bác, 66. Nè, hôm kia là ổng mua là không có cái này luôn á, giờ ổng gắn vô cái này luôn ha. Nghe ổng giận con luôn rồi, ổng nghỉ mua luôn rồi. Rồi. Đó, sơn đại ha, chơi ha. Rồi cái này là thanh lý nha. 900k bao ship. Hôm trả 1 triệu không bán, hôm nay bán 900k chơi vậy đó. Hôm kia là đang bực bội cái ổng trả 1 triệu hoài. Mình đòi 1.1 triệu, 1.50 triệu. Cái xong giận quá cái nghỉ bán, cái ông giận quá ông nghỉ mua, cuối cùng là bữa nay để hoài cũng vậy thôi, bán thanh lý 900 bao ship, mà bữa nay là không bán được 900 nữa là thôi còn nghỉ bán cắt luôn. Đợi chừng nào mà có người cần thì mình bán tiếp tục, tại vì con thanh lý vô trống chỗ rồi, con đem đồ về thôi, với thực chất con đồ thì mình mong với bán buồn này cũng được, bán khác rồi. Rồi hôm nay có mới gì bác nào thấy được nào luôn cái đó ha. Xin chào các bác, chúc các bác một ngày mới thật vui vẻ.